quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục số này, sau phần tin sẽ là phóng sự thị trường thiết bị vệ sinh mùa dịch. Trước tiên là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa mới cập nhật. Nhiều ngân hàng lớn như Sacombank, BIDV, Vietcombank đã lên tiếng cảnh báo người dùng về nhiều hình thức lừa đảo mới. Cụ thể, nhiều người dùng nhận được email giả mạo của ngân hàng Vietcombank hỗ trợ mùa dịch, dụ dỗ người dùng đăng nhập vào website giả, sau đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Hoặc người dùng Facebook chia sẻ thông tin ngân hàng Sacombank tặng 10.000 túi thuốc cho người bệnh COVID-19. Ai có nhu cầu thì nhắn tin cho một Facebook cá nhân, Facebook NDTG, hoặc gọi điện thoại trực tiếp. BIDV thì cảnh báo một số đối tượng đã tạo các trang web giả mạo các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam có liên kết thanh toán trực tuyến với ngân hàng để lấy cắp thông tin khách hàng. Khách hàng cần đặc biệt lưu ý trước các thủ đoạn này để tránh mất tiền oan. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những quầy bánh trung thu lưu động tại Hưng Yên đã giảm nhiều, thay vào đó là các loại bánh trung thu được giao bán trên các sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội. Sản phẩm bánh trung thu đến từ nhiều thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị, bánh sản xuất theo lối truyền thống, được đăng bán có mẫu mã đa dạng và giá cả hợp lý, dao động từ 30 đến 90.000 đồng trên một chiếc, tùy vào thương hiệu và cỡ bánh. Cũng trên mạng xã hội, hiện có một số trang Facebook đang giao bán bánh trung thu giá rẻ từ 45.000 đồng đến 50.000 đồng trên 500g dưới mác hàng nội địa nước ngoài. Tuy nhiên, chất lượng khó kiểm soát. Nếu như cùng kỳ năm ngoái, giá cao quả lên cao nhất mới chỉ là 26.000 đồng 1 kg, thì năm nay mặt hàng này đã tăng giá kỷ lục, dao động từ 50 đến 55.000 đồng trên 1 kg. Theo các thương lái, giá cao tăng cao là do lượng cung ứng giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ của thị trường Trung Quốc vẫn tăng mạnh. Tại Hưng Yên, diện tích trồng cao chưa nhiều, chủ yếu vẫn là tận dụng trồng trong vườn, bờ rào hay đất kém hiệu quả, tập trung ở xã Quảng Châu và phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Giá cao tăng cao đã giúp các hộ gia đình trồng cao có thêm thu nhập. Tuy nhiên, giá cao lên xuống thất thường nên người nông dân cần phải cân nhắc việc trồng thêm mới hay phá bỏ cây khác để trồng cao. Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích trồng chuối của tỉnh Hưng Yên hiện là 2.400 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Quế Châu, thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động. Sản lượng ước đạt 70.850 tấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá chuối rớt xuống chỉ còn vài nghìn đồng 1 kg tại vườn. Cụ thể, chuối tây có giá từ 7.000 đồng đến 8.000 đồng trên 1 kg, chuối tiêu có giá từ 5.000 đồng đến 6.000 đồng 1 kg. So với cùng kỳ năm ngoái, giá chuối giảm đến 50%. Để giảm thiệt hại khi chuối tiêu rớt giá, người nông dân cần tìm hướng đi với các sản phẩm từ chuối như sấy khô, làm mứt hay kết nối với các công ty, doanh nghiệp để tìm đầu ra trong mùa dịch. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến ngành xây dựng, từ đó kéo theo việc tiêu thụ các thiết bị vệ sinh bị giảm sút mạnh. Tuy nhiên, hiện nay là thời điểm các ngôi nhà thường bước vào giai đoạn hoàn thiện, nên mặt hàng này bắt đầu được nhiều người quan tâm hơn chưa? Ngôi nhà sắp bước vào giai đoạn hoàn thiện, nên hôm nay anh Nhu đã dành cả buổi sáng để đi xem các thiết bị vệ sinh, đa dạng mẫu mã, phong phú thương hiệu nên việc lựa chọn cũng không hề đơn giản và giá cả cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Nhà tôi bắt đầu trong giai đoạn hoàn thiện, tôi muốn đến đây xem những sản phẩm như bệt, chậu, rồi là nhiều thứ nữa. Hàng đẹp thì ai cũng thích nhưng phải phù hợp theo cái giá tiền ở trong túi mình có nhiều hay ít. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thiết bị vệ sinh của nhà sản xuất trong nước và nhập khẩu. Các hãng nhập khẩu nước ngoài như Inox, Toto để phù hợp với nhu cầu của người dân cũng đưa ra dòng sản phẩm trung cấp, dao động khoảng 20 triệu đồng trên một bộ thiết bị vệ sinh đầy đủ như bồn cầu, bệ rửa tay, vòi hoa sen, giúp người tiêu dùng thêm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều dòng sản phẩm cũng tăng giá hơn so với trước. Đối với mặt hàng của Inox, Toto thì tăng giá từ 5 đến 7%. Thế còn đối với hàng một số cái mặt hàng trong nước, ví dụ các nhà máy trong nước do cái áp lực về sản lượng thì là giá vẫn bình ổn. Nguồn hàng thì cũng rất là ảnh hưởng, nhất là đối với hàng mà nhập khẩu đường tàu biển thì cái giá công tăng lên từ 20 đến 30% nên là nó ảnh hưởng giá cũng bị điều chỉnh tăng lên đối với cái hàng nhập khẩu xa. Để có một ngôi nhà như ý thì các thiết bị vệ sinh đóng một vai trò rất quan trọng nên việc chọn mua các sản phẩm này cũng cần chú ý nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, đối với các thiết bị vệ sinh thì hiện nay trên thị trường đã có tình trạng nằm nhái các thương hiệu nổi tiếng và điều đó thì khiến cho khách hàng nếu không tin thì sẽ phải trả một mức phí cao hơn so với giá trị thực của sản phẩm. Và lời khuyên cho khách hàng là hãy đến những cơ sở uy tín có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng của sản phẩm.
Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm đồng hành của các ngân hàng tại chi nhánh Hưng Yên, Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại.